K-Studio, trung tâm thương mại kỹ thuật số Hàn Quốc do KOTRA Hà Nội, cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc chúng tôi bắt đầu khai trương sẽ đóng vai trò tích cực giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc hoàn hảo thêm phương thức tiếp thị sản phẩm ra nước ngoài. Xin chào các bạn, tôi là Thanh Hà. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về hãng khóa cửa hàng đầu Hàn Quốc YesKorea. Là nhà sản xuất sở hữu dây chuyền, trang thiết bị sản xuất rất hệ thống từ khi thành lập vào năm 2007 đến nay, YesKorea đã không ngừng đầu tư, nghiên cứu các công nghệ và phần cứng về khóa cửa. YesKorea đã phát triển một thiết kế mang tính đổi mới bằng cách thay đổi cấu trúc từ bên trong của khóa cửa một cách khoa học. YesKorea đã và đang cố gắng giảm giá thành và cung cấp các sản phẩm mà mọi người đều có thể lắp đặt dễ dàng. Chúng ta hãy xem qua sản phẩm nhé! Khóa cửa SUS là sản phẩm phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Đông Nam Á. So với các sản phẩm hiện có trên thị trường thì đây là loại khóa cửa nổi bật về khả năng chống lại sự ăn mòn và biến đổi màu sắc của sản phẩm. Khóa cửa an toàn có tay nắm xoay được 180 độ, giúp phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra như trẻ em bị kẹp tay khi cửa bị đóng do gió hay những nguyên nhân khác nhau. Ngoài ra, nhiều gia đình nuôi chó cũng có thể thả cho cún cưng tự do chạy nhảy bằng cách ngăn cửa đóng kín. Khóa cửa tay nắm dạng kéo đẩy được phát triển nhằm hỗ trợ việc đóng mở cửa khi hai tay đang cầm đồ vật. Cửa có thể mở dễ dàng bằng cách chạm bộ phận khác như khử tay vào cửa. YesKorea, một công ty luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng, sẽ tiếp tục hành trình như vậy tại Việt Nam. Tôi là Thanh Hà, cảm ơn các bạn.